đổ gần Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Tổng lãnh sự quán nước này ở Odessa, miền nam Ukraine, trung chuyển vì một vụ nổ gần đó khi Nga không kích thành phố. Một vụ nổ xảy ra gần Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa. Sóng xung kích làm rung chuyển bề mặt tường và ô cửa sổ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 7 cho hay, khi được hỏi về vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của quân đội Nga vào Odessa, Ukraine, trước đó cùng ngày. Theo người phát ngôn, các nhân viên lãnh sự quán đã rời khỏi cơ sở từ lâu và không ai bị thương. Trung Quốc đang theo sát diễn biến và giữ liên lạc với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Ukraine, người phát ngôn nhấn mạnh. Tỉnh trưởng Odessa Ole Kiper đăng ảnh trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một cửa sổ tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc bị vỡ, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ thiệt hại nào khác. Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 19 tên lửa và 19 máy bay không người lái vào thành phố miền nam Odessa đêm ngày 19 tháng 7, rạng sáng ngày 20 tháng 7. Một nhân viên bảo vệ thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có trẻ em. Quân đội Ukraine bắn hạ 5 tên lửa và 13 máy bay không người lái trong số đó. Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra tuyên bố nói rằng các lực lượng của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự gần các thành phố cảng Mykolaiv và Odessa ở Biển Đen. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí khai hỏa từ tàu chiến và máy bay nhằm vào địa điểm sản xuất, nhà kho chứa xuồng không người lái ở Odessa, tuyên bố cho hay, thêm rằng các kho nhiên liệu và đạn của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Mykolaiv cũng bị phá hủy. Thành phố Odessa, thủ phủ của tỉnh cùng tên, là một phần trong huyết mạch thương mại quan trọng nhất của Ukraine, bởi các cảng ở đây cùng hệ thống cảng dọc Biển Đen là cửa ngõ quan trọng để xuất khẩu 70% nông sản của nước này trước chiến sự. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine, đây luôn được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moskva. Odessa đã hứng chịu đòn không kích liên tiếp trong 3 ngày qua. Động thái diễn ra sau khi cầu Crimea, còn gọi là cầu Kết, bị hư hại trong loạt vụ nổ ngày 17 tháng 7, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào cầu Crimea, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.